Xin chào bạn, thì hôm nay này mình hướng dẫn cho Hoàng này, đây này, rồi đó đi nhiều lần rồi chứ không phải một lần, thì mình cũng hướng dẫn nhiều hôm rồi, cũng bị sát ăn như thế này, nó rỉ này, xi nó bơm mực nó dính này, đó bọn không để ý này, mình đã chỉ nhiều lần hôm rồi mà, đó nó dính như thế này, rỉ sát đỏ như thế này, thì chúng ta sẽ tháo ra vệ sinh, thì mình sẽ tháo lần chi tiết luôn, chúng ta sẽ tháo hết tất cả những con ốc dính như này. Ok. Âm thanh ảnh sóng đã lên đường gì hết rồi. Làm đến vô chi ghê ta. Không có gì trời ấy. Bùng hiu sóng trời cũng không có người luôn. Nhô. Mà ta cái đó đầu tư thì thợ xét tới lộn. Mỗi hình như tự doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp cũng tự trả chứ. Đó, thì đây, cái con này bị nè, còn nhìn nè, con sót nhìn nè, rỉ sét là chạy lao ngà rồi thì máy nào nó cũng bị nè. Đơn giản rồi, thì tiến hành cạy cái phíp này ra. Tiến hành cạy cái phíp này ra nè. Có bọ nghe cái gì chắp 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 chắp. Rồi, chi đồ. Có bọ nghe chắp 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 gì đó không? Giống như chó đoàn ăn đó. Chó đó. Đó. Đó, đó là con chó. Đây, thì đây, nó có hai cái miếng gài này, các bạn lưu ý nè. Khi các bọn gài lúc đào á thì bọn nại ra thì nó bèn nè. Các bạn nên lưu ý là bọn để cho nó có cái khoảng hở nè. Cái này nó cũng có khoảng hở nè. Bọn nhìn nè. Thấy chưa? Chứ để khi mà các bọn lắp vô lại á mà nó bọn đập xuống mạnh quá nó chẹt á thì nó sẽ không nó sẽ trở lại trạng thái là nó cứng thì nó sẽ bị dính thì nó cũng vẫn không bơm mực, nên phải lưu ý cái chỗ này cho mình. Đó, chúng ta sẽ dùng cái vít dẹp này, chúng ta cạy ra nhẹ nhàng ha, chạy vòng quanh đó. Đó, chúng ta sẽ lái ra được không nè, nhìn kỹ nè, chạy lao ngày rồi rỉ sát cỡ này là biết rồi. Đây các bạn, thì tương tự như đây cũng được thôi. Các bạn nhìn thấy ngay không? Chắp 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 như heo ăn nữa đó. Ở đây à, rồi ok, hai cái ta rút rồi, nhìn nè, nhìn cái bột xác là biết rồi, nó chứng tỏ là đó là bị nè, đi cần dùng xịt là bãi thôi, vệ sinh sạch sẽ thôi. Cứ bị sổ hay mập. Em có nhà chắp chắp chắp, giờ đây còn chắp nữa. Ăn online. Ăn online thôi. Ai luôn. Thì cái đây này, chúng ta sẽ lái ra được luôn ha. Đó. Ta lái vệ sinh luôn, xịt rồi bye bye hết cho mình. Đó. Bình minh đó nơi chúng ta đã nè, mình bỏ xin gì ha, mình xịt ướt luôn là bọn biết rồi, nhạt luôn, ướt chặt bè luôn. Rửa mình lại bãi nó mới sạch các bạn nhé, lưu ý giúp mình cái rỉ sét là chỉ có rồi bãi mới trị thôi nè. Yeah. Gì gì mà cô online còn nữa tiếng.
ngon cực. Ngon cực. Xích. Giống mình như con thôi là mồi mở bim bim ăn, vừa ăn bim bim vừa con. Tôi không biết con ở đây luôn. Mình ghiền đi. Số xăng chưa? Rồi, như vậy là xong. Rồi, thì sau khi xong các bạn nhìn này, sạch sẽ tráng trẻo nè, lúc nãy là bị rỉ sét đúng không? Đó, thì ta chỉ lắp lại thôi. Đơn giản rồi. Ok, nãy là rất là nặng nè, trừ là ok trơn tru liền. Là bị bãi vô hả? Chi cũng sạch đấy. Ok, những hành lắp vào thôi. Rồi thì cái lắp vô đơn giản hả, lấy những cái búa thì lắp vô đơn giản rồi, thì chỉ cần bỏ lại cái mạc mạc lón nó nằm lên trên thôi đó. Lúc nãy là mạc này đây, mình sẽ dùng búa đập vào thôi. Rồi, các bạn phải canh cho nó đều nha, nếu mà các bạn để mà nó lệch cái là anh cũng bị đó các bạn nhé. Chung là nhìn mắt thường thái các bạn nhé, để ý cho nó. Rồi ok, đã có khoảng hở này. Các bạn nhìn thấy khoảng hở ở trong không? Là mình làm đều rồi đó. Rồi, như vậy là xong, thì tiến hành gán vào. Đó. Thì sau đó xong thì chúng ta sẽ tiến hành gán vào và chạy bình thường thôi. Ok, như vậy là cách để hướng dẫn cho bạn chi tiết luôn. Đó, mà hôm nay mà các bạn làm không được nữa thì thôi luôn. Mua cầm mới thôi. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh, đăng ký kênh để có nhiều video mới cho các bạn. Có gì mình sẽ hỗ trợ làm rất nhiều cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.